máy bay ném bom đáng sợ nhất thế giới của Nga sải cánh trên biển. Hai máy bay ném bom chiến lược TU-160 của Nga đã thực hiện sứ mệnh kéo dài 12 giờ trên vùng biển trung lập của biển Bering, Na Uy và biển Bắc. Hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược TU-160 đã thực hiện một chuyến bay theo lịch trình trong không phận trên vùng biển trung lập của Bering, Na Uy và biển Bắc. Chuyến bay kéo dài 12 giờ, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay chiến đấu MiG-31 của lực lượng không quân hải quân Nga đã đi cùng các máy bay ném bom của nước này dọc theo một số đoạn đường. Dọc theo một số khu vực nhất định, các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của không quân Hoàng gia Anh và F-16 của không quân Hoàng gia Na Uy đã bay theo sát các máy bay của Nga. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng các phi hành đoàn tầm xa của Nga vẫn thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên trong không phận quốc tế trên Bắc Cực, Thái Bình Dương và Bắc Đại Tây Dương cũng như trên Biển Đen và Biển Ba Tích. Bộ này cũng khẳng định tất cả các chuyến bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đều được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về không phận quốc tế. Máy bay Tu-160 của Nga vốn được NATO gọi là Blackjack. Máy bay này được cho ra mắt vào năm 1987 và đến nay vẫn là một trong những máy bay chiến đấu đáng sợ nhất thế giới. Theo truyền thông, máy bay ném bom của Nga có trọng tài cực kỳ lớn và có khả năng mang theo số lượng lớn đáng kinh ngạc vũ khí hạt nhân hay vũ khí thông thường. Thiết kế với cánh cục về phía sau cũng mang lại cho máy bay những lợi thế nhất định. Ví dụ, khi bay ở tốc độ thấp, cánh máy bay sẽ mở ra phía trước, cung cấp lực nâng lớn hơn. Còn khi ở tốc độ cao, cánh cục cho phép đạt tính khí động học tốt nhất. Máy bay được thiết kế sử dụng vũ khí hạt nhân và thông thường để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng ở tiền tuyến cũng như sâu trong hậu phương trên chiến trường đất liền. Sau khi hiện đại hóa, hiệu quả tổng thể của máy bay tăng lên đáng kể, phạm vi hoạt động tăng thêm 1.000 km. Theo dự kiến, quân đội Nga sẽ bắt đầu nhận chuyển giao phiên bản TU-160 mở hiện đại hóa vào năm 2021. Bởi đây, Trung tướng Sergei Kobilas, tư lệnh hàng không tầm xa của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, thông báo máy bay TU-160 của Nga đã phá kỷ lục thế giới về chuyến bay thẳng dài nhất cho loại máy bay này.